Đam mê cá, xin chào tất cả các bạn nha. Bây giờ mình sẽ thử đi lấy tiền hàng nha các bạn. Đây, đây là cái vận đơn nha các bạn. Mình sẽ lấy tiền ở trong cái tờ giấy vận đơn này nha. Có như là gọi là giấy đi gửi hàng cho các bạn á. Đây, tiền ở trong vận đơn này nha các bạn. Đó. Ok nha, mình sẽ thử nha các bạn. Xem coi để mình chạy xe trên con xe này sẽ coi nó có bị rung gì không nha các bạn. Không biết cái tiếng nói của mình sẽ như thế nào. Đó. Giờ bắt đầu đi nha các bạn. Tôi điện rồi các bạn ơi. Cái này mua nhiều anh đồ đúng không? Đồ bao nhiêu? Đồ này chị thử. 130. Lấy tiền chị. Mua thì được mấy cục pin này? Mua thêm cái combo luôn. Combo nó bao nhiêu? Mua nó 79. Bây giờ có như là quay video nó ok lắm. Cái này quay thì nén có cái loại GoPro. Cái này có chống rung đúng không? Thoải mái luôn, cầm qua rồi đêm bữa chạy thử chạy hết cỡ luôn, chạy cầm qua luôn không luôn, chỉ đưa lên đưa xuống thôi. Nhìn kiểu nó đỡ rung hơn nhiều. Như hôm nay đội thử xem thử coi nó như thế nào. Ra quay đây đi mẹ. Có gì đâu, này em liên kết với lại cái điện thoại, quay phát vô điện thoại luôn chứ không sửa trên máy tính. Chơi xong rồi nó quay có đâu. Làm video câu cá mà. Cái này cũng nhàn đỡ cầm tay mà đầm. Nói chung là đi vài người mình cầm tay mình quay cho mấy người khác nên cá nó cũng ok thôi. Được hai đơn nha các bạn. Hai đơn 27131. Cũng được 400 các bạn. Thank you.
358.000 nha các bạn. Cái này cái ốp lưng đúng không? Các bạn, mình đặt thêm cái ốp lưng nữa các bạn. Đây, cái ốp lưng này hết 130k. Đúng không chị? Coi 130k nha các bạn. Cái ốp này đẹp đó các bạn. Mình để mình mở ra cho các bạn xem. Không ngờ đi ra đây quy định là mình nhận được hàng từ cái ốp ốp các bạn à. Biết bạn xem có đỏ không? Để mình lấy cái điện thoại đã. Điện thoại nó xem nó sẽ được ok hơn. Đây bây giờ mình sẽ ấy nha các bạn. Giờ mình sẽ mở cái ốp lưng ra nha các bạn. Dạ dạ để đó chị. Em xem lên xem cái ốp lưng nè. Mình ra mình test thử cái camera thử có rung mà. Mình vừa có mới đặt cái ốp lưng nè. Để mình mở ra cho các bạn xem luôn nha. Đây. Phải. Trang tiền mà ốp vô trong cái điện thoại luôn các bạn nè. Ok luôn. Cái này là 7 loai đúng không? Samsung á. Samsung mà. Dưới 7 pin. Trước quay cái này thấy nó bất tiện quá nên đặt cái ốp lưng này. Kênh. Đây các bạn. Đây mình đặt cái ốp lưng hình kênh của mình luôn các bạn nè. À. Hình kênh mail cáo lưng các bạn nè đây. Đó. Mình sẽ ốp thử vô trong cái điện thoại nha các bạn. Nè. Đây cái điện thoại của mình nè. Sẽ ốp thử vô nha. Nè. Đó. Sẽ ốp thử vô trong đây như thế nào nha các bạn. Đây G7 riêng đó cho các bạn sẽ ấp thử nha. Ok quá các bạn ơi. Đây các bạn nè, mình đã ấp vô trong cái điện thoại của mình rồi nè. Quá ok các bạn ơi. Mia đi đâu nhỉ? Giang nhỉ? Sống đi làm cho mập các cậu. Cái này mà em mua thêm cái mic cho tôi nhỏ thì nói chua nó tốt hơn cái mic của cái này cũng luôn là nghe nó cũng được, cũng ngon không tệ mấy, nghe cũng được. Ok giờ về các bạn ơi. 504 cộng 207. Về chơi.
các bạn ơi. Đây các bạn ơi. Đây. Mình ra lấy tiền hàng sẵn tiện mình là lấy được cái ốp lưng luôn các bạn à. Đó, đây các bạn nè. Lấy được cái ốp lưng luôn nè. Ốp lưng của có hình kênh mình luôn các bạn à, hình đam mê câu cá nè. Đó, thấy không? Quá ok các bạn ơi. Đó, vừa đi ra lấy tiền hàng vừa lấy được ốp lưng còn gì bằng nữa các bạn. Quá đẹp các bạn ơi. Nè. Đó. Mình không có máy tính á, nên mình vô trong cái điện thoại luôn các bạn à. Đó nè. Đấy, đam mê câu cá, chia sẻ bài mồi câu cá trên YouTuber, chia sẻ niềm vui. Quá ok luôn các bạn ơi. Đó. Còn các bạn nữa các bạn. Ok nha các bạn. Đó. À, các bạn xem video đừng quên like, chia sẻ và đăng ký nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nha.